Ok anh được mà, em đi với ai? Thôi tí nữa tí tính tiếp. Tập trung vào trận anh ấy, tí tính tiếp đi. Anh ấy xuống dưới kia đi anh. Anh ấy xuống dưới trọng tài anh ơi. Anh ấy xuống trọng tài đi. Anh em xong đi hàng dọc nhá, đi hàng dọc giúp em nhá, chờ em nhá. Xin chào mừng các bạn, chúng ta đã cùng chuẩn bị để đến với trận thi đấu giao hữu trong buổi tối ngày hôm nay tại sân vận động Hoàng An. Chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa FC Mạnh Ngân và FC Hoa Phượng. Và ngày hôm nay, FC Mạnh Ngân với tư cách là chủ nhà, họ sẽ thi đấu một cuộc đối đầu với các thủ bền phía FC Hoa Phượng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập đội bóng FC Mạnh Ngân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Mạnh Ngân. Đây là một trong những trận thi đấu được đánh giá rất cao về chất lượng chuyên môn. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem trận thi đấu sẽ diễn ra như thế nào. Trận đấu của chúng ta được điều khiển bởi tổ trọng tài Trung Kiên và trọng tài Lưu Việt. Đây đều là hai trọng tài có chất lượng chuyên môn rất tốt. Và trận thi đấu chúng ta sẽ được tường thuật trực tiếp trên fanpage của sân cờ Hải Phòng và đài truyền ca cộng. Và ngày hôm nay, tôi là bình luận viên Hậu Dô Dô, rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị và các bạn về trận đấu này. Tất cả mọi thủ tục đang chờ đợi cho trận đấu chúng ta chính thức được diễn ra. Các trọng tài đang kiểm tra rất kỹ về lưới của khung thành. Ngày hôm nay FC Mạnh Ngân họ sẽ thi đấu trong trang phục truyền thống của mình, một trang phục rất giống với của Manchester. Đó chính là áo đỏ quần đen và họ sẽ thi đấu bên phía tay phải mà nhỏ các bạn. Trong khi đó cầu thủ bên phía Hoa Phượng sẽ thi đấu trong trang phục áo trắng, áo xanh quần trắng và thi đấu bên phía tay trái mà nhỏ các bạn. Và chúng ta cùng chờ đợi tiếng còi của trọng tài để trận đấu có thể chính thức được bắt đầu. Và như vậy là trọng tài đã thổi còi, trận thi đấu chúng ta đã chính thức được diễn ra. Ngày hôm nay cầu thủ FC Mạnh Ngân họ sẽ ra sân với sự phục vụ của người gác đền, đó chính là Tú Bất Tử, một cái tên nghe rất chất lượng. Tú Bất Tử mang số áo 99, và đúng là 99 rồi, kiểu rồi, mãi mãi đúng là bất tử thực sự rồi. Trong khi đó cầu thủ mang số 6 Thanh Mộc, số 9 Chính Chuối, số 10 người đeo băng đội trưởng quân Phúc Pa, số 15 Xuân Nam, số 17 Đức Dương và số 19 Đập Lắc. Trong khi đó các thủ bền phía FC Hoa Phượng ngày hôm nay họ sẽ ra sân với sự phục vụ của người gác đền, đó là Trung Y Cơ mang số 18, số 13 Hải Bệu, số 5 Cường Con, số 8 Quang Cuốn, streamer Quang Cuốn của chúng ta, số 12 Trường Đú Đòn, số 6 Phương Phê, số 7 Minh Sola. Đây là những giây phút đầu tiên của trận thi đấu. Mọi thứ đang diễn ra với một nhịp độ khá cao. Đội bóng FC Hòa Phượng được biết đến là một trong đội bóng khá mạnh tới từ khu vực Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Và ngày hôm nay với chuyến làm khách của mình chắc chắn rồi, đại diện tới từ Hải Phòng họ sẽ làm tất cả để có thể có được một trận đấu đẳng cấp nhất với đội bóng chủ nhà FC Mạnh Ngân. Người đang cầm bóng rất tự tin. Như vậy trên sân của FC Mạnh Ngân chúng ta cũng thấy được có sự xuất hiện của Tiến Savi. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang rơi vào 24 độ C, thời tiết rất mát mẻ. Đây là một trong nhiệt độ lý tưởng cho các cầu thủ chúng ta có thể đảm bảo được về mặt thể lực của mình, giúp cho phong độ của cầu thủ có thể ổn định nhất. Đây là quần vóc ba rất dẻo, rất bình tĩnh. Vẫn đang là quần vóc ba, một phong cách rất giống với Paul Pogba. Dứt điểm ngay, đó là tình huống đưa bóng vào trong của Thanh Mộc. Những giây phút ép sân, một pha xử lý tốt của quần vóc ba. Không được. Vừa rồi là một tình huống mà chân đi nhưng bóng ở lại của Đức Dương. Một tình huống động tác giả. Trong đội hình của các thủ bên phía FC Mạnh Ngân, chúng ta thấy rằng quân Bốc Ba là người đeo băng đội trưởng. Nhưng bên tay trái của anh cũng đang có một, chính xác là cả hai tay, anh đều có những chiếc băng của mình, chiếc băng màu trắng. Và những chiếc băng này sẽ giúp cho anh tăng chỉ số. Chỉ số đầu tiên được tăng đó là chỉ số làm màu. Rất bình tĩnh. Đó là Xuân Nam. Đến họ làm ố ồ. Quân Bốc Ba. Làm gì đây quân Bốc Ba? Không được. Phản công dành cho xe Hoa Phượng. Quyết định dứt điểm ngay. FC Hòa Phượng không phải là một đội bóng thi đấu thích kiểm soát thế trận, mà họ thích, đó chính là thích bàn thắng. FC Hòa Phượng hoàn toàn có thể nhường thế trận cho đội bạn, nhưng họ vẫn biết cách để tạo ra sự khác biệt bằng những tình huống phối hợp và phản công một cách chuẩn chỉnh. Bóng vẫn đang thuộc về cầu thủ áo đỏ, quần Pogba. Không được. Một tình huống không thực sự hiểu ý của hai cầu thủ áo đỏ. Tiến Savi, làm gì đây Tiến Savi? Rất bình tĩnh. Bóng đang thuộc về cầu thủ bên phía Hoa Phượng, không được. Chúng ta thấy rằng các thủ bên phía FC Mạnh Ngân, họ đang thi đấu với một sự tự tin rất cao. Họ đang sẵn sàng thi đấu pressing ngay bên phía phần sân của FC Hoa Phượng. Và không có nhiều khoảng trống, nhưng đây là cơ hội. Đúng là một tình huống mà người gác đền Tú Bất Tử đã băng ra rất kịp thời. Một pha đấm bóng chuẩn chỉnh của Tú Bất Tử. Quyền đá biên sẽ thuộc về FC Mạnh Ngân. Một tình huống này mất bóng của Trường Đú Đờn. Quần Bốc Ba. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên dọc. Quyền đá biên sẽ thuộc về thủ bên FC Mạnh Ngân. Dứt điểm, không được. Một tình huống mà chân phải của anh không ngoan. Nếu như đó là một pha vô lê úp bù thì hoàn toàn có thể tạo ra một quỹ đạo khó chịu. Và xin được gửi lời chào tới hơn 200 khán giả đang theo dõi trực tiếp trên fanpage sân cỏ Hải Phòng. Và hiện tại thì ekip chúng tôi đang có mặt tại sân vận động Hoàng An, thuộc Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương. Dứt điểm ngay. Vừa rồi thì tình huống ra chân rất nhanh của Đức Dương. Đức Dương vừa rồi rất nỗ lực để tung ra pha dứt điểm bằng chân trái. Tỷ lệ tốt. Bóng vẫn đang thuộc về cầu thủ bên phía FC Hoa Phượng. Nỗ lực vừa rồi là của Phương Phê. Hơn 5 phút trôi qua,
và chưa có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm dành cho cả hai đội. Và cả hai đội vẫn đang thi đấu rất chắc chắn trong hàng phòng ngự của mình. Chúng ta dễ dàng hiểu được điều đó khi họ biết được rằng đối thủ của mình không phải dạng vừa đâu. Quân Pogba làm gì đây? Quân Pogba rất bình tĩnh. Vẫn là Quân Pogba. Bóng còn. Những pha về bóng rất mượt của Quân Pogba. Có lẽ rằng chỉ là Pogba không thôi là chưa đủ. Có lẽ sẽ cần phải là Quân Pogba Neymar. Đập nhà tốt coi. Dứt điểm. Không vào. Đó là cơ hội nguy hiểm đầu tiên dành cho thủ áo đỏ. Và đáng tiếc là pha dứt điểm cuối cùng thì không thể vượt qua được các cầu thủ bên phía FC Hoa Phượng. Vừa rồi tiếp tục là một pha dứt điểm. Đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực dành cho thủ bên phía FC Mạnh Ngân. Quân Pogba. Nam Ô. Rất bình tĩnh. Rõ ràng đương nhiên với một trận thi đấu kỷ niệm 5 năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại dịch vụ Mạnh Ngân. Và đội bóng Mạnh Ngân thì chắc chắn rồi, họ không mong muốn sẽ là một thất bại mà họ sẽ phải làm tất cả để có được một chiến thắng. Nhưng điều quan trọng là tinh thần. Nam Ô. Bóng được chuyển trở lại, dứt điểm ngay. Tình huống cố gắng vung chân tới từ vị trí của Đức Dương nhưng không thành công. Sẽ là một tình huống đá phạt dành cho thủ áo đỏ. Có một điều quan trọng hơn, trận thi đấu chúng ta ngày hôm nay sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Điều mà V-League chưa làm được nhưng sân vận động Hoàng An của chúng ta sẽ làm được. Chúng ta không chỉ có VAR chạy bằng công nghệ mà chúng ta có VAR chạy bằng cơm. Người đứng trước pha đá phạt lúc này đó là Tiệp Lắc. Chúng ta sẽ chờ đợi liệu rằng có một cầu vồng trên sân vận động Hoàng An hay không, hay sẽ là một tình huống phối hợp và bài vở của Mạnh Ngân sẽ là như thế nào. Có lẽ sẽ là một tình huống chuyền bóng của Tiệp Lắc. Chính xác là như vậy. Dứt điểm. Không vào. Một pha phối hợp rất nhanh và khá chuẩn bài. Nhưng pha dứt điểm cuối cùng tới từ vị trí của Đức Dương không phải là pha dứt điểm chuẩn chỉnh. Ngày hôm nay trên băng ghế dự bị của FC Mạnh Ngân chúng ta cũng đang có một ngoại bình. Teacher Moha. Người sẽ ở ngoài với vị trí dự bị và sẽ gánh các thủ FC Mạnh Ngân khi cần thiết. Đây là Quân Pogba. Vẫn đang là Quân Pogba nguy hiểm. Một đường chuyền vừa rồi là hơi non của Quân Pogba. Rất bình tĩnh. Đường chuyền rất có ý đồ. Người đang thi đấu thấp nhất trong đội hình của FC Mạnh Ngân đó là Tiệp Lắc. Anh đã giúp cho cầu thủ bên phía FC Mạnh Ngân có được một sự chắc chắn và sự yên tâm trong hàng phòng ngự. Và như vậy chưa đầy 10 phút, chính xác là 10 phút 10 giây đã có dấu hiệu thở dốc bên phía FC Hoa Phượng. Và cầu thủ vừa rời sân đó chính là cầu thủ mang số 13 Hải Bẹo. Hải Bẹo đã rời sân để nhường chỗ cho đồng đội của mình. Lâm Bêu sẽ là người được tung vào sân để đá vị trí tiền đạo. Rất bình tĩnh của Tiệp Lắc. Phong cách thi đấu của Tiệp Lắc làm chúng ta liên tưởng tới sự bình tĩnh và sự tự tin của một trong những trung vệ thi đấu rất đẳng cấp, đó là David Luiz. Một trong trung vệ đẳng cấp một thời của Chelsea. Không có gì nguy hiểm. Sự che chắn khôn ngoan. Nhưng trọng tài xác định sẽ là tình huống bóng biên dành cho thủ bên phía FC Hòa Phượng. Tổ trọng tài chính điều khiển trận thiếu ngày hôm nay đó là trọng tài Trung Kiên và trọng tài Lưu Việt. Dứt điểm.
đó là một tình huống thực sự là nguy hiểm khi mà khoảng trống đã dành cho Minh Salah, chính là người đeo băng đội trưởng bên phía FC Hòa Phượng. Và anh đã có một tình huống vô lê rất đẹp mắt và bóng đã khẽ cắt ngang qua khung thành của FC Mạnh Ngân. FC Hòa Phượng là vậy, họ sẽ không cần có quá nhiều những tình huống kiểm soát bóng, nhưng họ chỉ cần cơ hội mà thôi. Bóng đang thuộc về cầu thủ áo xanh, nỗ lực xoay người dứt điểm của Lâm Bêu. Rõ ràng là thuận chân trái nhưng Lâm Bêu lại cố gắng dứt điểm bằng chân phải. Và chúng tôi đang đặt ra câu hỏi, anh thực sự là thuận chân à? Đây là cơ hội không vào. Một tình huống mà triển khai tấn công rất hay của cầu thủ bên phía FC Mạnh Ngân. Những người gác đền bên phía FC Hòa Phượng chung nguy cơ đã nói không. Nỗ lực dứt điểm cận thành tới từ vị trí của Trình Chuối, nhưng anh đã không thể vượt qua được bàn tay vàng của chung nguy cơ. Tỷ số vẫn chỉ là không đều mà thôi. Đúng là FC Hòa Phượng và FC Mạnh Ngân, kẻ tám lạng người lừa cần. Cả hai đội đang công hiến một trận đấu với chất lượng chuyền môn cao, nguy hiểm. Đây là cơ hội 1-0 dành cho cầu thủ bên phía FC Hòa Phượng. Và đó là một pha chạm đầu quá nhạy cảm và tinh tế của Lâm Bêu. Mà mới được tung vào sân mà pha chạm bóng thứ hai thì Lâm Bêu đã đem về bàn thắng rồi. Đó là sự khác biệt. Họ chỉ cần một sai lầm trong hàng phòng ngự mà thôi. 1-0 dành cho FC Hòa Phượng. Một sự bỏ ngơ trong hàng phòng ngự đã đến với Lâm Bêu. Và một pha chạm đầu là quá tinh tế. Một bàn thắng đẹp. Và chúng ta sẽ một lần nữa chứng kiến lại và ghi bàn vừa rồi của Lâm Bêu. Rõ ràng đó là một đường truyền rất nhanh, một đường truyền phát động tấn công tốt. Và pha chạm bóng của Lâm Bêu là quá tinh tế và cảm giác. Nhưng thời gian thi đấu vẫn còn rất nhiều. Dứt điểm vào đây rồi. Đó là câu trả lời. Đó là câu trả lời của FC Mạnh Ngân. Họ là như vậy. FC Mạnh Ngân hoàn toàn có thể bị dẫn trước, nhưng họ vẫn chơi rất hay. Và người ghi bàn không ai khác, đó là Trình Chuối. Bàn thắng được quân bình tỷ số ngay sau chưa đầy 30 giây tới từ bàn thắng của FC Hòa Phượng. Và tỷ số là quân bình 1-1. Một trận đấu quá hay. FC Hòa Phượng gọi và FC Mạnh Ngân đã trả lời. Đúng là đường dài mới biết ngựa hay, gừng càng già càng cay. Và ngày hôm nay thì cả hai đội đang đều đá rất hay. Và chúng ta sẽ cùng xem lại pha dàn xếp. Và tiếp tục là bàn thắng tiếp theo. Chúng ta đã có dấu hiệu của một cơn mưa. Nhưng cơn mưa hiện tại bây giờ đang là cơn mưa bàn thắng trên sân vận động Hoàng An. 2-1. Khi mà chúng ta đang thực sự đặt dấu chấm hỏi, khi mà chúng tôi còn chưa kịp điền tỷ số, thì ngay lập tức đã là 2-1 dành cho Hòa Phượng rồi. Ba bàn thắng được ghi trong chưa đầy 1 phút. Quá bất ngờ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng một lần nữa chứng kiến lại bàn thắng vừa rồi của FC Mạnh Ngân. Bàn thắng quất bình tỷ số. Một pha dàn xếp là rất hay. Nam Mỗ Hồ đã có một pha vẩy bóng rất đẹp và Trình Chuối đã không bỏ lỡ cơ hội để đem về bàn thắng quân bình. Và ngay sau đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục được chứng kiến bàn thắng đến từ vị trí của FC Hòa Phượng. Một tình huống mà có lẽ rằng người gác đền bên phía FC Mạnh Ngân đã chưa thực sự chuẩn chỉnh trong pha chọn vị trí của mình. Dứt điểm không vào. Pha ra chân rất nhanh của Quân Pogba.
Và các thủ bên phía FC Hòa Phượng đã đá hay lại còn gặp may. Và cột dọc đã từ chối đi bàn thắng của FC Mạnh Ngân. Một pha xử lý rất nhẹ của quân Pogba. Và chúng ta sẽ cùng chứng kiến lại pha dứt điểm vừa rồi. Một tình huống mà quân Pogba đã tì đè xoay người và dứt điểm rất nhanh. Nhưng cái duyên ghi bàn vẫn chưa đến với cầu thủ mã số 10. Như vậy cầu thủ bên VFC Mạnh Ngân sẽ có sự thay đổi người. Cầu thủ mã số 19 sẽ là người được tung vào sân để thay thế cho Thanh Mộc. Và đây rồi, như vậy FC Mạnh Ngân vừa rồi có lẽ rằng là chỉ là một trong những thủ môn bất đắc dĩ mà thôi. Và bây giờ thì sẽ là Bắc Việt, người sẽ được tung vào sân, thủ môn chính của FC Mạnh Ngân. Hai bàn thắng đến rất dễ dàng đối với FC Hòa Phượng. Và giờ đây thì Bắc Việt đã trở lại với cung thành của FC Mạnh Ngân. Và chắc chắn rằng họ sẽ trở nên yên tâm hơn rất nhiều. Tiệp Lắc. Tiệp Lắc chính là một trong những cầu thủ đã từng thi đấu tại những giải đấu đẳng cấp của bóng đá siêu phổi. Và gần nhất đó là bóng đá siêu phổi Hải Phòng. Và những giải đấu siêu phổi thì không khó khăn gì để chúng ta nhận được ra Tiệp Lắc, một cầu thủ quá già dơ và kinh nghiệm. Và chạm bóng rất bình tĩnh. Đây là Văn Thái. Vẫn đang là Văn Thái. Vẫn đang là Văn Thái. Như vậy trọng tài xác định bóng vẫn còn và trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Tiệp Lắc. Giờ đây thì cầu thủ bên phía FC Mạnh Ngân đang cố gắng kéo giãn đội hình của cầu thủ bên phía FC Hòa Phượng. FC Hòa Phượng đang giữ được cự ly đội hình tốt. Rồi, và đây rồi, bàn thắng quá đẹp. Đó là một pha xử lý rất nghệ và đẳng cấp của Đức Dương. Một tình huống thoát pressing, tăng tốc và một pha dứt điểm là chuẩn chỉnh của Đức Dương đem về bàn thắng quân bình 2-2. Đó là một tình huống dứt điểm không thể cản phá, bóng đi chìm và lắc đi à. Một bàn thắng quá hay. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến lại bàn thắng vừa rồi của thủ bên phía FC Mạnh Ngân. Pha xử lý vừa rồi cho thấy được một sự tự tin. Cơ hội quân bốc ba không vào. Quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc dành cho thủ bên phía FC Mạnh Ngân. Quân bốc ba ngày hôm nay có lẽ rằng anh không có duyên chăng? Đó là cội 10-10 dành cho quân bốc ba. Quá đáng tiếc. Và chúng ta sẽ cùng chứng kiến lại pha xử lý vừa rồi của quân bốc ba. Một tình huống cận thành. Nhưng anh không thể chiến thắng được người gác đền. Đó là chung nghi cờ. Bên phía Hòa Phượng. Đức Dương không vào. Trận đấu đang diễn ra rất sôi động. Mọi thứ chúng ta thấy rằng đang diễn ra với một nhịp độ cao. FC Hòa Phượng họ không có nhiều bàn thắng. Họ không có nhiều cơ hội nhưng họ vẫn có được những bàn thắng quân bình tỷ số. Họ không cần hãm thành. Rõ ràng họ đang lấy nhu để trị cường. Đường chuyền tốt. Đó là đường chuyền rất có ý đồ của Văn Thái. Kể từ khi được tung vào sân thì Văn Thái đang là một trong những điểm sáng ở hành lang cánh trái của FC Mạnh Ngân. Đường chuyền tốt. Không được. Đây là Văn Thái. Tốc độ của Văn Thái làm gì đây?
Không được. Những đường truyền và những pha phối hợp cho thấy được một sự ăn ý rất đẳng cấp của cầu thủ áo đỏ. Họ đang cho thấy được sự nhuần nhuyễn trong cách chơi của mình. Khi mà mọi thứ đã được trở về thế cân bằng thì tâm lý thi đấu của cầu thủ của cả hai đội cũng như là các thủ bên VFC Mạnh Ngân, họ sẽ trở nên tự tin hơn rất nhiều. Đây là bờ biển Nga. Quân Bốc Ba, Đức Dương, không được. Như vậy là Quang Cận cũng đã tung vào sân. Quang Cận đang là một trong những cầu thủ có chiều cao lý tưởng nhất trên sân. Đây là cơ hội, không được. Đó là Bắc Việt. Đó là tình huống mà Bắc Việt đã cho thấy được sự xuất hiện của mình là chuẩn chỉnh. Quang Cận. Và như vậy đây rồi, Teacher Moha, cầu thủ Nigeria gốc Việt sẽ được tung vào sân. Đây là Teacher Moha. Moha làm gì đây Moha? Một đường truyền rất khó chịu của Moha mà sẽ làm tình huống phạt góc dành cho thủ bên VFC Mạnh Ngân. Moha sinh ra và lớn lên tại Nigeria nhưng anh thích được chơi bóng ở Việt Nam và đặc biệt chơi bóng với FC Mạnh Ngân. Không được. Đó đúng là một tình huống mà Quang Cận, anh đã cho thấy được lý do vì sao anh có biệt danh là Cận. Một tình huống mà anh tung ra pha xuất phạt, không một cầu thủ nào có thể chặn vào bóng. Các bạn đã được chứng kiến những giây phút của hiệp thi đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa FC Mạnh Ngân và FC Hòa Phượng. Tỷ số lúc này đang là 2-2. Không có gì khó khăn với Bắc Việt, chắc chắn là như vậy. Quá cận. Quân Pogba, đây là tiệp lắc. Rất bình tĩnh. Đức Dương, rất dẻo của Đức Dương. Bóng còn. Và xử lý tốt của Tiệp Lắc, rất bình tĩnh. Những tình huống đúng là Tiệp Lắc. Anh có những pha đảo chân và lắc bóng cũng là rất nghệ. Quang Cận. Quang Cận, anh còn có thêm một biệt danh, đó là Quang Dề. Những giây phút vừa qua là những giây phút mà nhịp độ trận đấu đã được giảm xuống. Quân Pogba rất bình tĩnh. Nhưng đây sẽ là tình huống phản công dành cho FC Hòa Phượng. Coi không vào. Một tình huống dứt điểm rất nhanh. Và rõ ràng các thủ bên phía FC Hòa Phượng họ không còn có quá nhiều cơ hội. Moha. Làm gì đây Moha? Rất khỏe. Quang Dê. Dứt điểm ngay, không được. Nỗ lực dứt điểm của Quang Dê là rất đáng ghi nhận. Như vậy sau những giây phút bay nhảy trên sân thì Quân Bốc Ba sẽ là người rời sân và cầu thủ được tung vào sân đó là Đào Giới. Cầu thủ áo số 26. Tiếp lắc. Đường truyền dành cho Văn Thái. Không được. Pha chọc khe hơi lộ của Văn Thái.
nỗ lực xử lý của Minh Sola, Minh Sala, những pha xử lý không thành công, bóng còn. Quang Dê, vẫn là Quang Dê đường chuyền rất hay. Làm gì đây Quang Dê? Coi! Bóng đã khẽ cắt ngang qua cung thành. Sẽ là một tình huống bóng biên dành cho thủ áo đỏ. Văn Thái sẽ là người thực hiện tình huống đá biên. Không được. Dứt điểm. Trời sắp mưa đấy, khả năng đã tầm 35 phút thôi. Trời sắp mưa đấy. Mưa đã. Mưa thì quay phát ra được. Phản công dành cho FC Hòa Phượng. Không được. Nỗ lực dứt điểm của Quang Cuốn. Đây là Văn Thái. Các thủ bên phía FC Mạnh Ngân họ đã kiểm soát bóng tốt. Theo những con số thống kê thì tỷ lệ kiểm soát bóng của FC Mạnh Ngân đang là 70% và 30% còn lại dành cho thủ bên phía FC Hòa Phượng. Những điều quan trọng đó chính là tỷ số. Mọi thứ đang đều được quân bình là 2-2. Quang Cuốn. Điều chuyền dài của Quang Cuốn. Nguy hiểm không vào. Đó là pha chạm bóng cận thành của Phương Phê. Cái chân trái của Phương Phê đã không thực sự ngoan ở trong tình huống vừa rồi. Suýt chút nữa thôi thì đã là bàn thắng thứ 3 dành cho FC Hòa Phượng. Quang Dê. Bóng được trả về dành cho Tiệp Lắc. Không được. Đào Giới là cầu thủ được tung vào sân và anh chưa có được nhiều cảm giác thực sự tốt. FC Mạnh Ngân đang thi đấu rất pressing. Họ đang áp sát toàn sân. Họ đang một bắt một và theo kèm rất chắc. Như vậy trọng tài đã có những nhắc nhở với tiền đạo bên phía FC Hòa Phượng là Lâm Bêu. Và sẽ làm tình huống đá phạt dành cho thủ áo đỏ. Quang Dê. Đức Dương. Làm gì đây Đức Dương? Cơ hội. Không được. Đào Giới đã không thể có được một pha chạm bóng. Nhưng đó là một tình huống rất sáng nước của thủ áo đỏ. Tiếp lắc. Không được. Hơn 30 phút đã trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là 2-2. Những sức ép vẫn đang được tạo ra bởi cầu thủ áo đỏ. Đánh đầu. Goal! Và đó là Đào Giới. Bàn thắng thứ 3 và chúng ta sẽ chờ đợi quyết định của trọng tài. Như vậy trọng tài xác định đó là tình huống mà Đào Giới đã phạm lỗi với thủ môn. Chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp bằng công nghệ VAR. Có lẽ rằng đã làm tình huống phạm lỗi của Đào Giới. Một tình huống mà phạm lỗi Đào Giới đã va chạm với thủ môn. Và đó là một tình huống mà bàn thắng đã không được tính. Tỷ số vẫn chỉ là 2-2 mà thôi. Người gác đền Trung Nguy Cơ, anh đang thi đấu một cách rất chói sáng trong hàng phòng ngự của thủ áo xanh. Và có lẽ rằng chúng ta sẽ cần phải có một cái chăn dành cho Bắc Việt. Dứt điểm ngay. Đó là tình huống phản xạ tốt của Bắc Việt. Trọng tài xác định đã có lỗi của Mô Hà. Quang Cuốn sẽ là người đứng trước pha đá phạt.
và dứt điểm ngay. Và sẽ đem tình huống phạt góc. Người vừa tung ra pha đá phạt không phải là Quang Cuốn mà đó là Minh Sala. Minh Sala là một cầu thủ có thể chơi tốt bằng cả hai chân. Nguy hiểm. Phản công dành cho áo đỏ. Tốc độ của Đức Dương. Một tình huống tranh chấp và tỷ lệ rất tốt của Quang Dề. Đây là Văn Thái. Không được. Minh Sala. Tốc độ của Minh Sala. Bóng vẫn đang thuộc về thủ áo xanh. Điều chuyển tốt. Làm gì đây? Văn Thái đã áp sát rất nhanh. Moha, tốc độ của Moha. Không được. Nỗ lực và trận tài xác định không có lỗi. Moha, làm gì đây Moha? Đường chuyển. Goal! Và đó là bàn thắng thứ 3. Đặc sản của bóng đá Hải Dương cũng như bóng đá Hải Phòng đã được bật lên. Đó chính là pháo sáng. Tỷ số đã được nâng lên là 3-2. Một pha tranh chấp tốt của Moha. Moha đã tì đè và đã có được một đường kiến tạo cực kỳ đẹp mắt. Và chúng ta sẽ cùng một lần nữa chứng kiến lại pha xử lý của Moha. Một pha tranh chấp ở giữa sân và trọng tài xác định không có lỗi. Moha tăng tốc và kiến tạo cho đồng đội của anh. Và đương nhiên rồi, lần này thì Đào Giới đã không bỏ lỡ cơ hội. Anh đã ghi tên mình trên bảng điện tử. 3-2 dành cho FC Mạnh Ngân. Rõ ràng các thủ bên phía FC Mạnh Ngân họ kiểm soát được thế trận, họ kiểm soát được lối chơi. Và điều gì đến cũng đã đến. Đó chính là bàn thắng vừa lên dẫn trước 3-2. Nhưng khoảng cách chỉ là một bàn thôi. Một khoảng cách rất mong manh. Và FC Hòa Phượng hoàn toàn có thể sạt bằng bất kỳ lúc nào. Đó là một tình huống mà trọng tài sẽ định đạo có lỗi của Mồ Hải. Giờ đây sẽ là sự tự tin và sự nhịp nhàng trong lối chơi của thủ bên phía áo đỏ. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem họ sẽ tiếp tục thể hiện như thế nào trong thời gian còn lại của trận thi đấu. Hiệp 1 sẽ không còn nhiều, chúng ta chỉ còn khoảng chừng hơn 5 phút nữa thôi. Moha, đây là Moha. Một pha xử lý rất bình tĩnh. Nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Moha. Bóng đã đi không thực sự có lực. Trọng tài xác định tiếp tục có lỗi. Moha đang là một cầu thủ không ngại va chạm. Những tình huống va chạm sẽ làm cho Moha cảm thấy thăng hoa hơn, hưng phấn hơn. Tít chờ Moha. Không có gì khó khăn. Vẫn đang là tốc độ của Moha. Nếu như thời điểm này mọi người hỏi rằng
Mùa hạ có mệt không thì anh sẽ là I'm fine, I'm strong. Anh rất khỏe, anh rất ổn. Cơ hội, không được. Mùa hạ đang chính là một trong những cầu thủ tăng tốc và chạy nhiều nhất trên sân. Kể từ khi được tung vào sân thì anh đang cho thấy một trong những nền tảng thể lực tuyệt vời của mình. Tiếp lắc, rất bình tĩnh. Quang Dê vẫn đang là tiếp lắc. Đức Dương dứt điểm không vào. Đức Dương đang chính là một trong những cầu thủ tung ra nhiều pha dứt điểm nhất trong đội hình của bên phía FC Mạnh Ngân. Theo những con số thống kê thì anh đã tung ra 4 pha dứt điểm và anh đã có được những bàn thắng dành riêng cho mình. Phạt góc dành cho thủ áo đỏ. Không được. Khoảng cách chỉ là một bàn thôi. Hoàng Phượng hoàn toàn có thể san bằng tỷ số bất kỳ lúc nào. Trọng tài xác định đã có lỗi của Tiệp Lắc. Bóng đã chạm tay của Tiệp Lắc và sẽ làm tình huống đá phạt. Không được. Và trả bóng cuối cùng của Lâm Bêu. Những giây phút cuối cùng và trọng tài Trung Kiên đã nhìn đồng hồ. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng. Quang Dê coi. Mùa Hà không hề ổn một chút nào. Đó là một tình huống mà Mùa Hà có thể có được pha chạm bóng, nhưng có lẽ rằng thời điểm này thì Mùa Hà đang bị suy giảm về mặt thể lực rồi. Quang Dê vẫn là nỗ lực của Quang Dê. Mô Hà tít chờ. Mô Hà rất bình tĩnh, vẫn là Mô Hà. Những pha xử lý rất nghệ. Mô Hà thi đấu làm chúng ta liên tưởng tới N'Golo Kanté, một cầu thủ thi đấu vị trí tiền vệ phòng ngự của Chelsea. Đức Dương không được. Trọng tài xác định đã có lỗi của thủ áo xanh. Đá phạt dành cho thủ bên phía FC Mạnh Ngân. Tình huống thực hiện đá phạt nhanh nhưng các thủ áo đỏ đã không thực sự tập trung. Đó là một tình huống bằng già và pha bóng rất quyết đoán của Bắc Việt. Xin chút nữa thì anh đã tạo nên siêu phẩm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Rõ ràng 5 năm qua thì FC Mạnh Ngân họ đã chinh chiến ở nhiều đấu trường. Họ đã đi rất nhiều nơi để du đấu. Và giờ đây thì 5 năm kỷ niệm sinh nhật của FC Mạnh Ngân. Một tập thể với sự đoàn kết. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Một hiệp đấu mà cầu thủ bên phía FC Mạnh Ngân đã tạo ra được sự ấn tượng khi họ đã để cho cầu thủ bên phía FC Hoa Phượng dẫn trước. Nhưng sau đó thì họ cũng đã có được những bàn thắng quân bình tỷ số và họ đã vươn lên dẫn trước. Và rất nhiều những tình huống hãm thành. Một hiệp đấu hay của FC Mạnh Ngân. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai sau ít phút nữa. We'll be right back.
Và xin chào mừng các bạn, chúng ta đã cùng chuẩn bị để quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa FC Mạnh Ngân và FC Hòa Phượng. Hiệp đấu đầu tiên là hiệp đấu mà Mạnh Ngân đã chơi rất tốt, họ có được 3 bàn thắng, vừa dẫn trước là 3-2 với FC Hòa Phượng. Và bước sang hiệp đấu thứ hai thì cả hai đội sẽ đổi bên, cầu thủ Hòa Phượng sẽ thi đấu bên phía tay phải mình nhỏ các bạn, và cầu thủ bên phía FC Mạnh Ngân sẽ thi đấu bên phía tay trái mình nhỏ các bạn. Và như vậy là chạm tay đã thổi còi, hiệp thi đấu thứ hai chúng ta đã chính thức được diễn ra. Chúng ta sẽ chờ đợi xem liệu rằng hiệp thi đấu thứ hai FC Hòa Phượng có thể tìm kiếm được những bàn thắng để quân bình tỷ số và vươn lên dẫn trước hay không, hay họ sẽ tiếp tục để cho FC Mạnh Ngân tạo ra một thế trận chủ động và duy trì được sự dẫn trước của mình. Quân bốc ba, đó là sự trở lại Văn Thái. Trọng tài xác định sẽ làm tình huống bóng biên dành cho thủ áo đỏ.
Pha chạm bóng bằng đầu rất mạnh của Moha. Moha rất bình tĩnh. Vừa rồi là nỗ lực chạm bóng của cầu thủ số 89 bờ biển Nga. Quyết định thực hiện đá biên ngay, biệt đá biên ngay của Minh Sala. Cầu thủ bên phía FC Mạnh Ngân những giây phút đầu hiệp 2 họ đang nhập cuộc một cách khá chậm rãi, nhưng bóng đã thuộc về FC Hoa Phượng. Nỗ lực không thành công của Minh Sala. Khoảng cách chỉ là một bàn thôi, một khoảng cách rất mong manh. Các bạn đã được chứng kiến những giây phút của hiệp thiếu thứ hai. Những pha giấy bóng rất nhẹ đến từ vị trí của cầu thủ số 10. Một cầu thủ trẻ. Rất bình tĩnh. Quân bóng bạc coi không vào. Một tình huống ra chân rất nhanh. Nhưng đó không phải là bàn thắng dành cho bên phía FC Mạnh Ngân. Các bạn đã được chứng kiến hiệp thi đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa FC Mạnh Ngân và FC Hòa Phượng. Trận thi đấu chúng ta được tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình K cộng và trên fanpage của sân cỏ Hải Phòng. Và tôi là bình luận viên Hậu Jojo. Rất vui mừng khi đang được truyền tải tới quý vị và các bạn. Vừa rồi là một trong những cơ hội rất ngon ăn dành cho cầu thủ bên phía FC Mạnh Ngân. Nhưng cầu thủ trẻ mang số 10 đã không tận dụng thành công. Như vậy trong hiệp thiếu thứ hai, trên hàng công của cầu thủ bên phía FC Mạnh Ngân, Đức Lê Ma, cầu thủ đã được tung vào sân. Một cầu thủ trẻ, kỹ thuật khéo léo, nhưng có lẽ rằng sự già dơ và sự kinh nghiệm của Đức Lê Ma vẫn đang là một trong những dấu chấm hỏi. Quân bốc ba và chạm bóng tốt. Hiệp 2 là một hiệp đấu mà FC Hòa Phượng đang chủ động đẩy cao đội hình. Họ đang muốn tìm kiếm những bàn thắng để quân bình tỷ số. Nhưng họ đang vấp phải một trong những hàng phòng ngự rất chắc chắn của FC Mạnh Ngân. Bóng còn. Quả cuốn. Nguy hiểm. Đó là một pha chạm bóng chuẩn chỉnh của Bắc Việt. Một tình huống bóng đi với đường cong và quỹ đạo rất khó chịu. Phạt góc dành cho thủ áo xanh. Dứt điểm. Bóng còn. Đây là Đức Lê Ma. Tốc độ của Đức Lê Ma. Đường chuyền tốt dành cho Moha. Rồi. Không được. Bóng còn. Quân bốc ba. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Moha rất khỏe, vẫn đang là Moha. Moha rất tốc độ, rất bình tĩnh. Những pha xử lý và những đường truyền axit của Moha là rất nghệ sĩ. Đây là cơ hội. Đức Lê Ma làm gì đây? Một tình huống mà bóng đã hơi bé với quần bóng mà. Đức Lê Ma rất bình tĩnh. Vẫn đang là Đức Lê Ma. Dứt điểm ngay. Không được. Tình huống dứt điểm hơi nhẹ của Đức Lê Ma. Quần bóng mà. Coi. Và xử lý khá nghệ của quần bóng mà. Nhưng có lẽ rằng cái duyên ghi bàn của cầu thủ áo đỏ ngày hôm nay vẫn chưa đến với quân bóng ba. Trọng tài xác định đã có lỗi của Đức Lê Ma. Rất nhiều những hào thủ, những tên tuổi đẳng cấp đang thi đấu trong đội hình của thủ bên FC Mạnh Ngân.
Nào là Leima, nào là Moha, rồi là quân Pogba, rồi là Tiến Xavi, Tiệp Lắc. Ngày hôm nay các thủ FC Mạnh Ngân toàn Tây thôi. Một đội hình với rất nhiều những cầu thủ chất lượng. Thái Juni đập nhà tốt, phản công dành cho xe Hòa Phượng, rất bình tĩnh, dứt điểm không vào. Vừa rồi là một pha xử lý đẳng cấp của Lâm Bêu, và rõ ràng Lâm Bêu là một trong những mẫu tiền đạo cực kỳ khó chịu. Một cầu thủ có thể dứt điểm bằng cả hai chân, chân trái tốt, chân phải tốt, và không biết anh còn chân nào tốt hơn không. Và rõ ràng Lâm Bêu đã cho thấy được sự tự tin trong cách chơi của mình. Có một điều đó chính là Lâm Bêu không có được nhiều sự hỗ trợ của đồng đội trên hàng công mà thôi. Lâm Bêu thích một mình nhưng anh sợ cô đơn. Tình huống di chuyển khá nhanh của Minh Salah, nhưng đó là một đường truyền mà Minh Salah đã không thể đủ thể lực để có thể đón bóng vào trong tình huống vừa rồi. Lâm Bêu không được, khoảng cách chỉ là một bàn thôi, khoảng cách rất mong manh. Quân Pogba xử lý rất hay. Đức Leima rất bình tĩnh. Đức Leima đang cho thấy được sự tự tin trong cách chơi của mình. Như vậy các thủ áo đỏ đã có sự thay đổi người. Bờ biển Nga là người được tung vào sân. Và đây rồi Văn Thanh. Chúng ta có Văn Thanh ở đội tuyển quốc gia Việt Nam, và chúng ta đang có Văn Thanh hàng Shopee đã có mặt trên sân ngày hôm nay, đó là Thành Mộc. Văn Thanh hàng Shopee thì các bạn biết rồi, chất lượng là một dấu chấm hỏi, nhưng hãy cùng chờ đợi xem Văn Thanh sẽ thể hiện như thế nào. Văn Thái, Đức Leima đập nhà tốt, quần Pogba, đường truyền tốt dành cho Thái Juni. Vậy là Thái Juni rất dẻo, nhưng tình huống xoay comba của Thái Juni, anh đã cho thấy được sự nghệ sĩ trong cách chơi của mình. Không được. Nếu như người ta nói rằng chơi bóng là một bộ môn nghệ thuật, thì vừa rồi chắc chắn Thái Juni là một nghệ nhân. Moha, và đây rồi, đó là bàn thắng thứ tư dành cho xe Mạnh Ngân. Teacher Moha đã ghi bàn. Moha Quas, bàn thắng dành cho thủ bên phía FC Mạnh Ngân 4-2. Cú đúp của Teacher Moha. Và rõ ràng chắc chắn sau trận đấu ngày hôm nay thì Moha sẽ có nhiều thứ để đăng story và nhiều thứ để đăng trên Facebook của mình. Rõ ràng Moha, nếu như tắt đèn đi, Moha chỉ cần cười thôi là chúng ta sẽ nhận ra anh. Đức Lê Mà, Thái Suni rất bình tĩnh, dứt điểm, không được. Giờ đây khoảng cách đã là hai bàn. Một khoảng cách sẽ giúp cho thủ bên phía FC Mạnh Ngân trở nên tự tin và bình tĩnh hơn rất nhiều, và sẽ là những khó khăn dành cho FC Hòa Phượng. Một bàn sẽ là một câu chuyện khác, nhưng hai bàn thì đó là một trong những câu chuyện rất dài hơi. Rất bình tĩnh, Đức Lê Mà, bóng được truyền dành cho Văn Thanh. Quân Bốc Ba, đây là Moha. Moha rất khỏe. Năng lượng của Moha trên hàng công đang là rất tốt. Những đường truyền dài đang là nỗ lực của thủ bên phía FC Hòa Phượng, và xử lý rất bình tĩnh, vẫn đang là phương phê. Trọng tài xác định đã có lỗi.
Chúng ta thấy rằng Hòa Phượng đang có rất nhiều những cầu thủ có kỹ thuật và chất lượng tốt. Những điều quan trọng đó chính là sự gắn kết và lối chơi của họ trong trận đấu ngày hôm nay. Và đây rồi, một bàn thắng tiếp theo. Tiếp tục là một pha lắc đầu của Lâm Bửu. Một bàn thắng đẹp, tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4. Một tình huống mà hàng phòng ngự của cầu thủ bên phía FC Mạnh Ngân, có lẽ rằng họ đang quá mải mê với khoảng cách là 2 bàn. Họ đã bỏ quên đi Lâm Bửu. Một mẫu tiền đạo khó chịu, có thể lực, có tốc độ, có kỹ thuật, dứt điểm bằng hai chân cũng như cả bằng đầu rất tốt. Tỷ số rút ngắn xuống còn 3-4. Và chúng ta sẽ một lần nữa chứng kiến lại và ghi bàn vừa rồi của Lâm Bửu. Xuất phát từ một tình huống đá phạt nhanh, một đường chuyền dài là vượt tuyến, bóng có điểm rơi và Lâm Bửu đã lắc đầu để đánh bại thủ thành Bắc Việt. Mùa hạ, khoảng cách giờ đây chỉ là một bàn thôi, mà thời gian thi đấu thì vẫn còn rất nhiều. Quần bóng ạ, đây là Văn Thành, không được. Điều chuyển của Văn Thành đã không thực sự chính xác trong tình huống vừa rồi. Vẫn là Minh Sala, tốc độ của Minh Sala che chắn khó chịu nhưng bóng đã thuộc về thủ áo đỏ. Quần Pogba, Đức Lê Ma, Moa, không được. Đức Lê Ma kể từ khi được tung vào sân thì anh đang là một trong những điểm nối trên hàng công, một điểm nối tạo ra những tình huống ban bật cho thủ áo đỏ. Và những tình huống làm tường của Đức Lê Ma đã có hiệu quả cao. Đánh đầu, Pogba của MU đánh đầu rất hay, nhưng rõ ràng Pogba của FC Mạnh Ngân đang chưa thực sự có được những pha cảm giác tốt bắt đầu của mình. Vẫn là quần Pogba, nhưng thực sự phải công nhận quần Pogba là một trong những cầu thủ cầm trịch giữa sân rất tốt, một người làm bóng dành cho thủ áo đỏ. Có thể anh sẽ không ghi tên mình trên bảng điện tử, nhưng anh luôn ghi tên mình trong những tình huống phát động tấn công và những tình huống triển khai để thành bàn dành cho thủ bên phía Mạnh Ngân. Đường chuyền không thành công, đó là một đường chuyền sửa lưng của Moa đối với Đức Lê Ma. Lâm Bửu, Lâm Bửu đã bị theo kèm rất chắc bởi Văn Thành. Người đang thi đấu thấp nhất trong hàng phòng ngự của FC Mạnh Ngân đó là Tiến Savi. Tiến Savi được tung vào sân ở hiệp thi đấu thứ hai và anh đang thi đấu khá tròn vai. Đập nhả tốt, Đức Lê Ma phản công dành cho thủ áo đỏ. Đây là quần Pogba, bóng đã khẽ chạm vào chân của một cầu thủ xanh. Phương Phê, bóng được chuyền dành cho Minh Sala không thành công. Những tình huống đọc bài của thủ áo đỏ. Một pha chạm bóng cho thấy rằng sải chân rất dài của Teacher Moha. Pha xử lý rất nghệ, đó là một pha xử lý đẳng cấp tới từ vị trí của Minh Sala. Và suýt chữa thôi thì Minh Sala đã có được bàn thắng dành riêng cho mình. Thời gian thi đấu vẫn còn rất nhiều, khoảng cách chỉ là một bàn thôi. Các thủ bên phía FC Hòa Phượng họ hoàn toàn có thể bình tĩnh hơn
Trọng Phạt triển khai bóng của mình để tìm kiếm bàn thắng quân mình. Mô Hà đang áp sát rất nhanh. Mô Hà đang cho thấy được một trong những nền tảng thể lực vô cùng sung mãn của mình. Những tình huống bóng bổng đang là lợi thế của thủ môn VFC Hòa Phượng. Họ đã có được những bàn thắng từ những tình huống đánh đầu. 2 trong số 3 bàn thắng của VFC Hòa Phượng. Bóng biên dành cho thủ áo xanh. Không có gì khó khăn với Bắc Việt. Phản công. Đức Lê Ma làm gì đây? Đức Lê Ma! Đức Lê Ma vẫn chưa thực sự tự tin trong pha dứt điểm cuối cùng của mình. Đó là một trọng cơ hội 10-10 để Đức Lê Ma có thể ghi tên mình trên bảng điện tử ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và Đức Lê Ma cũng xứng đáng để có được một bàn thắng dành riêng cho mình. Nhưng đó vẫn chỉ là cơ hội mà thôi. Rất đáng tiếc dành cho thủ áo đỏ. Không có gì nguy hiểm và chúng ta sẽ một lần nữa chứng kiến lại cơ hội mà Đức Lê Ma đã bỏ lỡ. Rõ ràng đó là một tình huống ném bóng rất hay của Bắc Việt. Đức Lê Ma đã thoát khỏi quang cuốn. Nhưng và dứt điểm cuối cùng của anh thì đã không thể chiến thắng được người gác đền. Đó là Trung Y Cơ bên phía FC Hòa Phượng. Không được. Đức Lê Ma đã có dấu hiệu giảm sút về mặt thể lực. Có lẽ rằng những tình huống tăng tốc đã làm cho anh phải thở dốc. Neymar. Đây là Văn Thành. Điều chuyền dành cho Quân Pogba. Đập nhả tốt. Quân Pogba. Không được. Và chạm bóng cuối cùng của Mô Hà. Bóng đã đi ra ngoài. Như vậy trọng tài xác định đã có lỗi của một thủ áo xanh. Người vừa làm sân đó là Thái Juli. Thái Juli đang cho thấy được sự già dơ và kinh nghiệm trong lối chơi của mình. Minh Sala. Dứt điểm ngay của Minh Sala. Sala mà dứt điểm bằng chân phải thì có lẽ rằng chưa bao giờ được đánh giá cao. Có lẽ rằng sở trường của Sala phải là những pha dứt điểm bằng chân trái. Bóng đi cuộn và tạo ra đường cong khó chịu. Như vậy các thủ bên phía FC Mạnh Ngân sẽ có sự thay đổi người. Đức Lê Ma sau tình huống tăng tốc của mình cùng với Mô Hà sẽ là những người rời sân. Yếu tố thể lực đã không được đảm bảo. Đức Dương là người được quay trở lại sân cùng với Trinh Chuối, tác giả của bàn thắng rút ngắn tỷ số đầu tiên dành cho các thủ bên phía FC Mạnh Ngân. Đây là Trinh Chuối, rất bình tĩnh, vẫn là Trinh Chuối. Quân Bốc Ba. Bộ ba Đức Dương, Trinh Chuối và Quân Pogba là một bộ ba tốt của FC Mạnh Ngân. Văn Thành. Đây là Thái Juni, rất bình tĩnh, bóng còn. Một nỗ lực theo kèm rất tốt của Văn Thành cùng với Thái Juni. Cầu thủ bên phía FC Hòa Phượng họ vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm ra những khe hở trong hàng phòng ngự của FC Mạnh Ngân. Họ đang lấy nhu trị cường đường chuyền của Quang Cuốn. Bóng đã đi thẳng vào lưới nhưng đó là tình huống đá biên và không chạm vào bất kỳ một cầu thủ nào. Và đương nhiên
là bàn thắng sẽ không được tính. Không được, được chuyển hơi non của Đức Dương. Đây là Minh Salah. Minh Salah đã không thể vượt qua được Văn Thành. Nguy hiểm. Trọng tài xác định sẽ là một tình huống mà thủ môn Trung Mỹ Cơ sẽ phải nhận một chiếc thẻ vàng. Chính xác là như vậy. Anh đã có tình huống ngăn cản bóng ở khu ngoài khu vực của mình. Một tình huống đá phạt dành cho thủ áo đỏ. Người đang đứng trước pha đá phạt đó là Quân Bóc Ba cùng với Thái Juni. Rất có thể sẽ làm tình huống dứt điểm ngay của Quân Bóc Ba. Đó là đường chuyển. Không được. Một tình huống bài vở không thực sự chuẩn chỉnh của thủ áo đỏ. Một pha đập nhà không thực sự hiểu ý của thủ áo đỏ. Văn Thành. Đó là Tiến Savi. Savi đã phải lùi về rất sâu để đá vị trí trung vệ. Nỗ lực của Đức Dương. Lâm Bêu. Hãy cẩn thận với Lâm Bêu. Rõ ràng Lâm Bêu là một trong những mẫu tiền đạo xoay sở rất tốt. Anh đang thi đấu theo với phong cách rất giống với Ranta Ibrahimovic. Như vậy các thủ áo xanh sẽ có sự thay đổi người. Người rời sân sẽ là Minh Salah. Và cầu thủ được tung vào sân đó là Trường Đú Đờn. Anh sẽ quay trở lại sân. Đánh đầu. Những tình huống bật rất cao. Trọng tài xác định sẽ tiếp tục làm tình huống phạt góc dành cho Sê Hòa Phượng. Khoảng cách chỉ là một bàn thôi. Một khoảng cách rất mong manh. Những giây phút vừa qua là những giây phút mà FC Hòa Phượng đã cố gắng đẩy cao đội hình. Họ đang muốn tìm kiếm bàn thắng để có thể quân mình tỷ số. Đây là cơ hội dành cho Lâm Bêu. Một tình huống mà Bắc Việt đã băng ra rất nhanh. Rõ ràng với sự gác đền của Bắc Việt, các thủ bên phía FC Mạnh Ngân họ đã trở nên tự tin hơn rất nhiều so với Tú Bất Tử. Chúng ta tưởng chừng như Tú Bất Tử, nhưng hai lần anh đã phải vào lưới nhặt bóng, không biết bất tử chỗ nào. Có lẽ rằng anh bất tử trên bàn nhậu chăng? Không có gì khó khăn. Văn Thành. Không được. Một tình huống mà hai cầu thủ áo đỏ đã không thực sự hiểu ý nhau. Một tình huống sâu kim. Lỗ lực sâu kim của Trinh Chuối. Vẫn đang là Trinh Chuối, không được. Đây là Phương Phê. Trường Đú Đòn. Không được. Lỗ lực của Quang Sơn đã không thành công. Các thủ áo đỏ họ đang triển khai bóng với một tốc độ cao. Một trong những nền tảng thể lực là rất tốt. Ngày hôm nay thì với tư cách là chủ nhà thì FC Mạnh Ngân họ không thiếu gì ngoài người. Thái Juni. Trong khi đó các thủ bên FC Hòa Phượng ngày hôm nay họ đến với sân vận động Hoàng An. Chỉ 7 người mà thôi. Chính xác là 9 người. 7 cầu thủ thi đấu chính thức và 2 cầu thủ dự bị. Quân Bóc Ba.
dãi dãi của bóng ra rồi. Điền vào sân đi. Đá thì không kiểm soát được này. Thời gian thi đấu vẫn còn rất nhiều, chúng ta vẫn còn khoảng chừng hơn 10 phút nữa cho hiệp thi đấu thứ hai. Và tỷ số lúc này vẫn đang là 4-3, khoảng cách là một bàn dành cho FC Mạnh Ngân. Đức Dương được chuyền dài của Thái Duy. Một tình huống mà Quang Cuốn đã đọc bài. Như vậy Tiệp Lắc sẽ là người được quay trở lại sân. Với sự quay trở lại của Tiệp Lắc thì chắc chắn hàng phòng ngự của cầu thủ áo đỏ sẽ trở nên chắc chắn hơn rất nhiều. Tiệp Lắc sẽ thay thế cho Tiến Sa Vì. Quần bóng bà rất bình tĩnh. Đức Dương, bóng vẫn đang thuộc về cầu thủ áo đỏ. Đập nhà tốt, lối chơi bàn bật như MU. Đây là quần Pogba. Cầu thủ bên phía FC Hòa Phượng cũng sẽ có sự thay đổi người. Minh Sala sẽ là cầu thủ được tung vào sân để thay thế cho Quang Sơn. Tiếp tục là tình huống bóng biên dành cho FC Mạnh Ngân. Văn Thành rất bình tĩnh. Làm gì đây? Nỗ lực của Đức Dương không được. Tình huống mà Đức Dương đã nỗ lực để có được pha chạm bóng nhưng anh cũng đã làm lỡ đà của Thái Juni. Bóng vẫn đang thuộc về cầu thủ áo xanh. Những tình huống triển khai tấn công với một nhịp độ không thực sự cao của FC Hòa Phượng. Họ đang vấp phải một lối đá không ngại va chạm của cầu thủ áo đỏ. Dứt điểm và vô lề của Phương Phê. Như vậy là Mố Xuân Nam sẽ được quay trở lại sân. Trong những giây phút vừa qua là những giây phút mà nhịp độ trận đấu đã được giảm xuống rất nhiều. Đội bóng đang chủ động làm điều này chính là cầu thủ bên phía FC Mạnh Ngân. Họ đã có được lợi thế dẫn trước. Họ đang rất bình tĩnh trong cách chơi của mình. Văn Thái đập nhà tốt, vẫn đang là Văn Thái. Coi! Quân bốc ba! Có lẽ rằng chúng ta sẽ cần phải có một khu rừng dành cho quân bốc ba. Một khu rừng thì mới hợp với quân bốc ba. Một tình huống mà chúng ta tưởng chừng như đó không phải là bốc ba mà đó là Lop Benler, thần gỗ. Rất đáng tiếc dành cho quân bốc ba. Một cơ hội là rất rõ ràng. Nhưng tỷ số vẫn chỉ dừng lại ở 4-3 mà thôi. Như vậy là trọng tài đã thổi còi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi quyết định của trọng tài. Liệu rằng sẽ có một tình huống penalty hay sẽ là tình huống bóng ngoài. Như vậy có lẽ là bóng vẫn ngoài. Sẽ chỉ là tình huống đá phạt mà thôi. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra. Đá phạt dành cho Siêu Hòa Phượng. Dứt điểm ngay. Dứt điểm. Và đây rồi. Đó là bàn thắng quân bình tỷ số dành cho Siêu Hòa Phượng. Người ghi bàn không ai khác đó là Quang Cuốn. Trong suốt thời gian của mình thì Quang Cuốn đã đá ở vị trí trung vệ. Nhưng vừa rồi thì anh đã lên tham gia tấn công. Anh đã có được bàn thắng thứ tư dành cho Siêu Hòa Phượng để đem về bàn thắng quân bình. Trận đấu đã quay trở về vạch xuất phát. Và chắc chắn rằng thời gian còn lại của trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. FC Hòa Phượng là vậy.
Họ không cần kiểm soát bóng quá nhiều, họ chỉ cần có cơ hội là có được bàn thắng mà thôi. FC Mạnh Ngân đã quá chủ quan trong cách chơi của mình. Làm ô. Và giờ đây thì những người bỏ lỡ cơ hội của FC Mạnh Ngân sẽ trở nên vô cùng tiếc nuối. Không được. Phạt công dành cho Áo Xanh, rất bình tĩnh. Và chúng ta sẽ cùng xem lại lần nữa pha ghi bàn tới từ vị trí của Quang Cuốn. Với một tình huống sút phạt thành công, không thành công đầu tiên thì pha sút phạt thứ hai của Quang Cuốn, bóng đã xé toang mảnh lưới của Bách Việt. Tỷ số được quân bình. Cầm vàng mà để vàng rơi, đó sẽ là sự tiếc nuối dành cho FC Mạnh Ngân nếu như ngày hôm nay họ không giành chiến thắng. Tiếp lắc. Đây là Lam Ô. Rất bình tĩnh. Đức Dương. Không được. Rõ ràng FC Mạnh Ngân họ đã từng dẫn trước tới khoảng cách là hai bàn, nhưng sự kiên cường và sự lì lợm của FC Hòa Phượng đại diện đến từ Hải Phòng, họ đang cho thấy được một lối chơi khó chịu. Không còn nhiều thời gian cho hiệp thiếu thứ hai. Quần Pogba che chắn tốt, vẫn đang là Pogba. Thái Juni. Đó là tình huống phạm lỗi từ phía sau. Nam Ô. Bóng đang thuộc về thủ áo đỏ. Thái Juni. Bóng còn. Rất bình tĩnh của Thái Juni. Đây là cơ hội. Quân Pogba. Cái háng của Pogba đã hơi rộng ở trong tình huống rồi. Pogba ngày hôm nay đã không có duyên. Có lẽ rằng Pogba chỉ phù hợp với vị trí làm bóng, chuyền bóng mà thôi. Như vậy Thái Juni đang rời sân với những bước đi khập khiễng của mình. Và Quang Dê sẽ là cầu thủ được tung vào sân để thay thế cho Thái Juni. Thái Juni đã chơi rất hay kể từ khi anh có mặt trên sân. Sự mất mát với Thái Juni sẽ là sự mất mát rất lớn đối với các thủ áo đỏ. Không được. Chúng ta sẽ chờ đợi xem những giây phút cuối cùng của trận thi đấu liệu rằng FC Mạnh Ngân có thể tìm kiếm được bàn thắng quân bình hay không. Vừa rồi là một pha dứt điểm rất nhạy cảm của Quang Dê. Như vậy Đào Giới cũng sẽ là người được tung vào sân. Đào Giới sẽ thay thế cho Quân Pogba. Đức Dương. Nam Ô. Không được. Và đúng là Lam Ô. Và dứt điểm vừa rồi của Lam Ô, đó là lý do vì sao anh chơi vị trí trung vệ, vị trí hậu vệ biên. Các bạn đã được chứng kiến những giây phút cuối cùng của hiệp thiếu thứ hai. Tỷ số lúc này đang là 4-4 trong cuối đầu giữa FC Mạnh Ngân và FC Hòa Phượng. Và chúng ta sẽ chờ đợi quyết định của trọng tài. Như vậy đó là một tình huống bóng đã chạm tay và bóng ngoài vạch, không phải là một tình huống penalty. Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng công nghệ VAR trong tình huống cần thiết. Đá phạt dành cho thủ áo đỏ. Người đang đứng trước pha đá phạt lúc này đó là Trình Chuối. Như vậy Đức Dương có lẽ sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt. FC Mạnh Ngân xứng đáng có được chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng sự ngoan cường của FC Hòa Phượng đang cho thấy được đặc cấp của mình. Dứt điểm. Và người thực hiện tình huống dứt điểm đó là Lam Ô.
thì chúng ta cũng chỉ hố mà thôi. Chứ rất khó để có thể có được bàn thắng thứ 5 dành cho thủ bên phía FC Mạnh Ngân. Quang Dê, những sóng gió và những sức ép đang dần được tạo ra nhiều hơn về phía khung thành của cầu thủ áo xanh, nhưng từng đó là chưa đủ. Các thủ FC Mạnh Ngân sẽ cần phải chỉnh chu hơn, bình tĩnh hơn và tự tin hơn trong những pha phối hợp và đặc biệt là những tình huống quyết định của mình. Quyền đá biên sẽ thuộc về cầu thủ bên phía FC Hòa Phượng. Hãy cẩn thận với Hòa Phượng. Họ hoàn toàn có thể tạo ra sự bất ngờ trong những tình huống cố định như thế này. Dứt điểm. Phản công dành cho thủ áo đỏ. Nỗ lực phản công đã bị đánh chặn bởi Phương Phê. Rất bình tĩnh. Dứt điểm ngay. Quyền đá phạt sẽ thuộc về FC Hòa Phượng và sẽ làm tình huống phạt góc. Những giây phút quan trọng, đây là một thời điểm nhạy cảm. Nếu như đội bóng nào có được bàn thắng thì đội bóng nó sẽ có cơ hội để giành chiến thắng rất lớn ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đức Dương, bóng vẫn đang thuộc về cầu thủ áo đỏ. Nguy hiểm, đây là cơ hội. Suýt chút nữa thôi thì Lâm Bêu đã có được khoảng trống để tung ra những tình huống dứt điểm sở trường của mình. Sẽ là một tình huống phạt góc dành cho FC Hòa Phượng. Không có gì nguy hiểm. Nỗ lực chạm bóng không thành công của Nam Ô. Đây là Quang Cuốn. Quang Cuốn từng là một streamer, anh đã chuyển thành một DJ và giờ đây anh sẽ trở thành một cầu thủ. Quang Cuốn là một trong những cầu thủ rất đa dĩ năng. Một người có thể chơi vị trí trung vệ, cũng có thể chơi vị trí tiền đạo bất kỳ lúc nào. Không được. Nam Ô, đây là Tiệp Lắc. Rất bình tĩnh của Tiệp Lắc. Nguy hiểm. Lâm Bêu. Rất hay. Đó là tình huống phòng ngự cho thấy được sự kinh nghiệm và sự đẳng cấp của Tiệp Lắc. Đây là Lam Ô. Điều chuyền dành cho Quang Dê. Những giây phút nguy hiểm. Cơ hội. Bóng còn, dứt điểm không vào. Lỗi chơi của FC Mạnh Ngân ở những giây phút cuối cùng nó như là một quy trình đóng gói vậy, nhưng ở những pha đóng cuối cùng thì lại là đóng hơi lệch. Rất bình tĩnh của Tiệp Lắc, anh đang thể hiện được sở trường của mình. Nhưng đây là tình huống nguy hiểm. Như vậy trọng tài xác định đã có lỗi. Đúng là phải phạm lỗi với Tiệp Lắc mới có thể lấy bóng được trong chân của anh. Quang Dê, tốc độ của Quang Dê, coi, dứt điểm không vào. Pha chạm bóng cuối cùng của Đào Giới, nhưng không thể chiến thắng được Trung Nghi Cơ. Và Trung Nghi Cơ đang làm sân. Trung Nghi Cơ không chỉ là một trong những thủ môn giỏi, mà anh cũng là một trong những diễn viên rất tiềm năng của điện ảnh nước nhà. Nhưng có lẽ rằng Trung Nghi Cơ đang bị đau thực sự rồi. Những giây phút cuối cùng và trọng tài Trung Kiên cũng như trọng tài Lưu Việt đã nhìn đồng hồ. Có lẽ sẽ có ít nhất là 3 phút bù giờ cho hiệp thiếu thứ hai. Chúng ta vẫn chưa thể quay trở lại trận thi đấu. Trung Nguy Cơ đang rất đau.
Quay trở lại với trận thi đấu chúng ta. Đây sẽ là tình huống phạt góc dành cho đội áo đỏ. Những sự thay đổi bên phía FC Hòa Phượng. Ngày hôm nay họ đến với sân vận động Hoàng An chỉ với 9 người mà thôi. Nhưng họ vẫn đang thi đấu một cách kiên cường và đẳng cấp. Tỷ số lúc này vẫn đang được quân bình. Chúng ta sẽ chờ đợi tình huống đá phạt góc của Quang Dê. Dứt điểm. Pha chạm bóng của Đức Dương. Bóng đã đi với một quỹ đạo mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Rất quyết đoán của Lam Hồ. Lam Hồ rất phù hợp với một vị trí, đó chính là vị trí ăn và phá bóng. Lam Hồ đang thi đấu với hiện thân của N'Golo Kanté, nhưng mà là N'Golo Kanté da trắng. Một người chuyên đánh chặn và có những tình huống phá bóng để đảm bảo cho hàng phòng ngự của mình trở nên chắc chắn hơn. Những giây phút cuối cùng, và rất có thể trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa là 4-4 dành cho cả hai đội. Kẻ tám lạng người nửa cần, cả hai đội đều thi đấu rất hay. Các bạn đã được chứng kiến những giây phút cuối cùng trong cuộc đối đầu kỷ niệm 5 năm thành lập của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Mạnh Ngân. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc cuộc đối đầu giữa FC Mạnh Ngân và FC Hoa Phượng. Tỷ số chung cuộc là 4-4 dành cho cả hai đội. Cả hai đội đã đều chơi rất hay, đặc biệt là các thủ bên phía FC Hoa Phượng. Họ đã có một trận đấu thể hiện được sự lì lợm, sự già dơ và sự kinh nghiệm của mình. FC Mạnh Ngân đã thăng hoa, nhưng họ đã không thể chiến thắng được đối thủ của mình. Và đây cũng chính là những hình ảnh cuối cùng chúng tôi trên sóng livestream ngày hôm nay. Xin được chào và hẹn lại quý vị các bạn trong những trận thi đấu tiếp theo trên fanpage Sân Cỏ Hải Phòng.